Xin chào quý vị quay trở lại với chương trình. Hồi nãy chị Trúc Linh có chia sẻ là từ lúc 10 tuổi chị đã biết tự chăm sóc tóc, tự chăm sóc da bằng những cái dược thảo. Thì chị có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả. Cảm ơn Linh, tại vì ít khi nào Linh chia sẻ về vấn đề này, tại vì đâu có dịp đâu mà chia sẻ cho quý vị nghe. Tự Linh nhớ là hồi đó đó, cái thời điểm đó thì Linh nghĩ là gia đình mình ai, Việt Nam mình ai cũng dùng bồ kết hết á. Chắc chắn là trong một lần quý vị cũng sẽ dùng bồ kết một lần. Thì Linh nhớ là ngày đó ba Linh thì có con gái đông, thành ra là cô nào cũng để tóc dài hết. Thì ba Linh mua những cái trái bồ kết về, xong rồi tụi này nướng lên, xong rồi đập nó, bỏ vào trong cái nồi á, rồi nấu lên thì cái đó là mình gội đầu. Còn conditioner quý vị biết làm cái gì không? Lấy trái chanh á, cắt ra nhỏ chanh lên trên cái tóc, xả thì nó rất là mướt. Sau đó mình dùng một tí dầu dừa, mình bôi lên, thì nó là mỗi cô nào cũng có một mái tóc rất là dài và đeo muôn như vậy đó. Còn về da đó thì ngày đó đâu có cái gì đâu mà dùng, cho nên là chị em Linh là cứ canh mỗi khăn khi mà nấu cơm á, vo gạo đó, thì lấy cái nước cơm. Linh biết chắc chắn trong quý vị cũng sẽ có những người dùng cái nước gạo giống như là chị em của Linh. Thì tối lại đó, có một lần vui lắm, chị lớn của Linh đó bắt đầu làm những cái nước gạo rất là đặc, mà khi mình bôi vào trong mặt đó thì mình không có thấy cái gì hết á, nhưng mà nó khô lên thì lúc đó mới thấy. Thì trước khi đi ngủ, bảy chị em gái bắt đầu bôi lên, xong đi ngủ, lúc mà giật mình dậy thấy hai con mặt cũng trắng bóc hết đó, la lên sợ quá, tại vì lúc mình bôi mình không có thấy nó trắng như vậy. Thì đó là cái mà dưỡng da ban đêm. Còn ban ngày thì Linh mua cà chua, rồi mua dưa leo về bỏ trong tủ đá đó, xong rồi mới lấy ra rồi xay làm sinh tố, làm uống cái cà chua đó, rồi cái nước á, thì bôi lên mặt. Cho nên là đó là khi chị còn nhỏ. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì bí quyết như thế nào? Bây giờ thì tân tiến hơn, thì mình cũng có những cái loại kem dưỡng da cho mình tốt vào ban đêm và ban ngày. Nhưng mà Linh cộng thêm là buổi sáng á, Linh đổ một thau nước, Linh lấy một cái thau to như thế này, Linh đổ đầy đá vào trong đó, xong Linh nhúng cái mặt Linh vô. Thì rất là lạnh lắm, nó lạnh chịu không nổi luôn. Nhưng mà cái đó nó cũng làm các chị em bạn gái mình để ý nha, tại vì khi mình bắt đầu lớn thì cái da của mình bắt đầu nó hơi sẽ xuống, thì khi mình dùng cái đó làm như thế thì cái da mình nó căng hơn nữa. Rồi sau đó Linh ra ngoài vườn, tại Linh có trồng cái cây aloe vera, là Việt Nam mình gọi là nha đam đó quý vị. Xong Linh cắt vào, xong Linh cắt làm đôi, Linh nạo ra, lấy cái ruột cái bỏ vào trong cái máy nhỏ, cái bỏ trái dưa leo vô xay nát ra, phải làm cái mát đi ngủ. Có một quý lần vị thấy điệu không? Dạ, có một lần chị Trúc Linh, ca sĩ, chia sẻ với Trúc Linh là cái đẹp đối với chị bây giờ nó chỉ là bonus thôi. Đúng cái rồi. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Thì không biết là chị rèn luyện về tinh thần như thế nào? Thật ra thì Linh ở trong cái showbiz này quá lâu, kể là năm nay khoảng 26 năm là đi hát chính thức. Còn khi mà đi hát thì lúc từ 4 tuổi đến bây giờ, như cả hầu như cả cuộc đời trên sân khấu, thì tất nhiên là sẽ có những cái xảy ra những cái điều mà mình không có muốn nghe. Nhưng mà ở một cái vị trí như Linh thì chắc chắn cũng sẽ nghe nhiều thứ lắm. Nhưng mà lúc đầu thì Linh cũng rất là buồn, rất là ngại khi mà nghe người ta nói về mình. Nhưng mà bản thân Linh nghĩ là nếu bạn làm điều gì đó sai đó thì có thể là bạn áy náy. Còn nếu mà mình không làm gì sai thì mình nên, không cần thiết để mà suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nói thì nó dễ lắm quý vị ạ, nhưng mà khi mình nó xảy đến với mình đó, mình khó lắm. Nhưng mà Linh cũng vẫn cố gắng bỏ qua từ từ, nó cũng có một thời gian khá lâu để nó rèn luyện cho Linh như thế. Nhưng mà Linh cũng vui là vì cũng ít có cái gì xảy ra đối với mình, cho nên không biết là những cái chuyện nó lớn lao hơn nữa nó xảy đến thì Linh sẽ chịu đựng như thế nào thì Linh chưa biết. Nhưng mà mọi thứ Linh cũng rất là dễ dàng để cho nó qua. Dạ, với chị thì điều gì làm cho chị hạnh phúc? Điều gì làm hạnh lên hạnh phúc là Linh vui nhất là khi được giúp người khác. Ví dụ chẳng hạn như chia sẻ về những cái bí quyết làm sao mình có được cái cơ thể nó khỏe mạnh, làm sao bạn có một làn da tốt, một cái mái tóc. Linh không bao giờ ngại để chia sẻ hết cho tất cả những người bạn thân của Linh hoặc là những người ca sĩ lớp sau này. Nhưng mà khi mình chia sẻ hết, chưa chắc bạn ấy làm được như là mình đã chia sẻ. Bởi vì mình giấu đi chăng nữa đó,
Bởi vì Linh chia sẻ hết rồi mà bạn không làm nổi, mà Linh giấu để làm cái gì? Đối với Linh như thế thì Linh rất thích, và Linh thích nấu ăn để mời bạn bè tới ăn, rồi thích đi làm, đi hát, thích làm từ thiện. Và cái đó Linh nghĩ là cái niềm vui nhất của Linh. Thắc mắc là chị trên sân khấu thì chị hát nhạc sôi động, nhưng mà ở bên ngoài thì chị rất là thùy mị duyên dáng, và chị không có tattoo rồi lại tóc màu đen. Chị nghĩ sao về vấn đề này ạ? Chị nghĩ sao về tattoo chẳng hạn? Cũng khá nhiều fan của Linh đó, quý vị khán giả trẻ thì nói ủa tại sao Trúc Linh cứ để mãi cái mái tóc đó mấy chục năm nay không bao giờ thấy thay đổi hết. Có lẽ tại vì tính Linh thôi, tại vì Linh thích cái mái tóc đen, Linh thích cái Linh yêu cái mái tóc. Rồi Linh rồi các bạn nói tại sao không có một cái, tại vì khi mình qua tuổi 40 đó, là người phụ nữ mà qua tuổi 40 thì nên có một cái gì đó để mình dấu ấn ở trong cái cuộc đời của mình. Nhưng mà có lẽ là vì Linh thương cái body mình quá nên không muốn động chạm gì tới nó để cho nó đau hết. Thành thử ra nếu mà có thay đổi đi chăng nữa thì có thể là mai này nhộn tóc một tí thì được, nhưng mà cái khác thì chắc không. Quý vị biết không, ngoài ca hát thì chị Trúc Linh còn là một model. Khi mà sang Pháp thì chị cũng được các nhiếp ảnh gia bên đó mời, và về Việt Nam thì vẫn được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón. Thì chị Trúc Linh có thể nói thêm một chút về vấn đề này với khán giả. Cảm ơn Trúc Linh. Thật ra thì nếu mà nói model thì Linh không dám nhận đâu, bởi vì đó là một cái sự tình cờ thôi. Có lẽ là vì Linh đứng lên sân khấu quá lâu, thành ra là cái sự dạn dĩ trên sân khấu trước ánh đèn cũng như trước tất cả mọi người đó thì nó có phần vững vàng hơn so với những các bạn khác. Thì cũng có duyên gặp được những người photographer rất là nổi tiếng từ ở Việt Nam cho đến hải ngoại cũng như ở bên sang Pháp. Thì Linh nghĩ là những tấm hình đẹp thì không phải là do một mình Linh đâu, mà do tất cả mọi thứ nó hội tụ lại, thành ra nó đưa thành một cái tấm hình đẹp. Nhưng Linh vẫn nghĩ là Linh may mắn, bởi vì Linh biết diễn và Linh được gặp những người rất là giỏi về chụp hình, thành ra Linh có những sắc hình đẹp. Nhưng mà mong là quý vị sẽ luôn nghĩ Linh là cô ca sĩ chứ không phải là cô model. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe phần trò chuyện của chúng tôi. Như chị Trúc Linh chia sẻ thì chị em phụ nữ chúng ta muốn khi làm cho người khác hạnh phúc thì mình phải là người hạnh phúc trước tiên. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Một lần nữa Linh cảm ơn Trúc Linh rất là nhiều, và cho Linh có những cái tâm tình với quý vị mà có những câu hỏi ít khi nào Linh được chia sẻ. Và Linh cũng rất là vui khi trò chuyện với lại quý vị của Người Việt TV. Mong gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Thank you.